Manchester United vừa trải qua một màn chết hụt trước Brentford và trận đấu tại vòng 8 Premier League. Mình dẫn trước từ hiệp 1 cho đến hết 90 phút chính thức, nhìn nhiều màn tỏa sáng bất ngờ của cầu thủ được cho là đang bị để lại Scott McTominay. Đoàn quân của thầy 10 đã sống sót, rất nhiều vấn đề đã và đang xuất hiện nay một nghiêm trọng hơn và bản thân huấn luyện viên Erik ten Hag cần nhìn nhận lại tất cả, rút ra bài học để thay đổi theo hướng tích cực, nhất là khi tình hình lực lượng vẫn còn bất ổn, nhưng dễ dần khởi sắc sau 2 tuần đạm đi. Liệu những gì mà Harry Maguire, hay đặc biệt là tiền vệ người Scotland, Matt Dobb thực hiện có làm cựu thuyền trưởng Ajax thất tình để trao nhiều cơ hội cho hơn nữa trong tương lai? Nhớ bài trận đấu với Brentford cuối tuần qua, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn cảm thấy nổi da gà khi đội chủ sân Old Trafford như từ cõi chết trở về. Thật khó tin khi một câu lạc bộ từng bất bại hơn một năm trên sân nhà đấu trường Premier League lại có thể dễ dàng để các đối thủ quật ngã mình đến 3 lần ngay tại nhà hát của Đình Giấc Mơ chỉ trong vòng một tháng qua. Và đến phút 90 của trận đấu với Bảy Ong, khi các trang thống kê bắt đầu tính toán xem lần cuối Quỷ Đỏ thất bại 3 trận liên tiếp trên sân nhà là khi nào, hay 2 trận liên tiếp trắng tay ở thánh địa của đội bóng tại ngoại hạng Anh. Cùng với đó là vô vàn bài viết chỉ trích từ lối chơi, cầu thủ đến huấn luyện viên Erik ten Hag chuẩn bị được nạt tải, thì bất ngờ Scott McTominay đã trở thành đấng cứu rỗi tất cả. 2 bàn thắng mang phong cách Fergie Time ở những phút bù giờ đã hoàn tất cuộc lượt được dòng ngoạn mục và một cột mốc lịch sử cũng đã được thiết lập. Nhưng thay vì nói đến thất bại, đây là lần đầu tiên Man United giành thắng lợi khi bị dẫn trước qua phút 90 và đấu trường Premier League. Và thành tích này làm nhiều người nhớ đến cột mốc hào hùng trên sân Cano trước Bayern Munich ở chung kết Champions League. Từ từ khi tiếp quản trước tiếng nóng tại nhà hát của Đình Giấc Mơ, chiến lược gia người Hà Lan đã xây dựng nên bộ khung đội hình tương đối đồng đều ở cả 3 tuyến. Tăng nhân tố mới từ hậu vệ cho đến tiền đạo, nếu dân khẳng định được vai trò của mình ở câu lạc bộ, từ đó trở thành trụ cột quan trọng trong thành công của Man United mùa trước với danh hiệu Carabao Cup cùng vị trí thứ 3 trong cuộc. Với bất kỳ một huấn luyện viên nào, nếu luôn có những quân bài tủ của mình, và thầy 10 cũng không phải là ngoại lệ khi đến Casemiro, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes hay Marcus Rashford đều gần như sẽ mặc định đá chính bên cạnh những cái tên còn lại. Chỉ trừ khi họ bị chấn thương hay nhận án treo giò, sự thay đổi mới được diễn ra nên việc quá tải là điều thường xuyên xuất hiện. Mùa giải trước là thời điểm World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông, đồng thời Quỷ Đỏ cũng đã tiến sâu ở các đấu trường mình tham dự. Từ đó, việc các cầu thủ bị quá tải do phải cày ải liên tục đã xuất hiện. Các ca chấn thương cũng tăng lên theo và gần như giai đoạn nửa sau của hành trình 2022-2023 chưa bao giờ cựu thuyền trưởng IS có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Trong khi bản thân ông luôn là người cẩn trọng, tỉ mỉ và đôi lúc cũng muốn thử nghiệm, nhưng tất cả lại dựa trên những nhân tố chủ chốt mà ông tin tưởng. Để đến như việc kéo Luke Shaw và đá trung vệ, dù vẫn còn Harry Maguire lành lặn hay xếp Bruno Fernandes chơi ở nhiều vị trí khác nhau, từ cánh phải cho đến số 6, dù vẫn còn đó nhiều cầu thủ dự bị, đảm bảo vị trí cũng như có chuyên môn đúng với kỳ vọng. Tất nhiên, các mùa sau này đều hoàn thành từ tròn vai đến xuất sắc, nhưng nếu cứ này thì chám chỗ này, mai thì chám chỗ kia, liệu một đội bóng như vậy có thật sự mang đến ổn định, hay chỉ loay hoay đi tìm phương án tối ưu nhất để vá víu tạm thời, còn dự án lâu dài thì lại bị bỏ lửng. Chiều sâu đội hình là điều mà Man United còn thiếu rất nhiều năm qua, và đại cầm quân 53 tuổi mong muốn cải thiện điều này càng sớm càng tốt. Nhưng dường như ông vẫn chưa mạnh dạn làm điều đó, một phần vì không có đủ kinh phí chiêu mộ cầu thủ, và một phần nữa đến từ màn trình diễn thất thường của các ngôi sao, trận thì hay, trận thì dở, không biết được nào mà lần. Chính điều này đã khiến thời gian ra sân của nhiều cầu thủ tăng cao rất nhiều so với những đồng nghiệp còn lại. Thậm chí nhiều ngôi sao thuộc biên chế Quỷ Đỏ còn nằm trong top những người cày ảo nhiều nhất trong năm giải vô địch quốc gia đầu châu Âu. Và nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy trong một thời gian dài, thì trang cầu thủ không thể nào đáp ứng nổi, và từ đó chấn thương cũng liên tiếp xuất hiện hơn. Đó cũng là lý do cho việc đội chủ sân Old Trafford thường xuyên hụt hơi trong hiệp 2 của mỗi trận đấu, dẫn đến việc nếu không có lợi thế sớm từ 45 phút đầu tiên, đoàn quân của thầy Moyes rất khó có thể giải quyết trận đấu trong khoảng thời gian còn lại, dù đối thủ của họ có là ai đi chăng nữa. Rất may, mọi chuyện vẫn không trôi quá xa tầm tay và Man United vẫn hoàn thành mục tiêu của mình. Sau mùa giải được đánh giá là thành công và lộ ra rất nhiều vấn đề, người hâm mộ kỳ vọng huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp đội hình, lối chơi để đội bóng tiến bộ hơn nữa, nhất là khi các đối thủ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau khi thất bại trong mục tiêu đã đề ra. Và nếu Quỷ Đỏ không tiếp tục nâng cấp, họ hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi vấn đề kinh phí, chi tiêu cũng như quá trình đổi chủ còn nguồn nan, khiến cho công việc mua sắm trở nên vô cùng khó khăn.
chỉ có 4 tân binh tập mến nhà hát Winning Giấc Mơ theo giám mục đích, còn lại chỉ là những bản hợp đồng mượn cầu thủ cũng như ký tạm thời một năm nhằm khắc phục ngắn hạn vấn đề lực lượng. Tuy ít ỏi, nhưng tất cả các vị trí mới đều phần nào đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu. Tất nhiên, chưa để đánh giá bản hợp đồng nào là thành công hay thất bại khi mùa giải chỉ mới trải qua được chưa đầy 2 tháng. Nhưng điều quan trọng đó là việc chiến lược gia người Hà Lan sử dụng đội hình như thế nào với những quân bài đang có, nhất là khi cơn bão chấn thương đang càn quét qua đội chủ sân Old Trafford và gần như tan hoang tại hàng phòng ngự. Mà nhìn vào màn trình diễn từ đầu mùa giải, rõ ràng Man United không thể nào đạt yêu cầu, thậm chí họ còn kém hơn cả mùa trước về thành tích lẫn phong độ từng cầu thủ. Những ngôi sao thi đấu không còn giữ được hình ảnh của mình, thiếu lực suy giảm nghiêm trọng và đặc biệt là tinh thần chiến đấu rệu rã đã khiến cho người hâm mộ hết lần này đến lần khác phải thất vọng. Ở đây, mỗi giải đi lái chịu đòn, người chịu trách nhiệm chắc chắn và là huấn luyện viên Erik ten Hag. Dù còn những vấn đề bản thân ông cũng khó có thể thay đổi, nhưng ông vẫn có thể tác động để giúp giảm đi những ảnh hưởng, chứ không phải chịu trận và mong chờ vào sự may mắn để có thể vượt qua những khó khăn thời điểm hiện tại. Nhìn Casemiro tạm kiệt năng lượng hay Rafael Varane vừa trở lại sau chấn thương đã phải lao vào thi đấu, cùng với một Marcus Rashford suy giảm phong độ nghiêm trọng cũng như đánh mất đi sự tự tin nhưng vẫn mặc định cho ảnh lạc trái. Ngoài ra, việc sắp xếp Bruno Fernandes và Mason Mount sát cánh cùng nhau chưa mang lại hiệu quả, vẫn tiếp tục được áp dụng hết trận này qua trận khác, hay Andre Onana sai lầm liên tiếp mà phần bắt chính thường xuyên. Chính sự bảo thủ này đang dần kéo Man United đi xuống khi các trụ cột không đảm bảo đủ thể lực để cày ải liên tục, và tới đó màn trình diễn cũng không còn được tâm ý. Và khi các mắt xích không hiệu quả, cả bộ máy cũng bị ảnh hưởng theo, cứ thế dần dần chìm sâu vào nỗi thất vọng. Trên bảng ví dự bị, thầy mời còn những ai? Scott McTominay là một tiền vệ có chất lượng, dù anh chưa bao giờ đảm bảo được sự ổn định để đá chính. Harry Maguire từng là đội trưởng và là nhân tố đã giúp Man United gặt hái thành công dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, dù danh hiệu thì vẫn chưa đến vào thời điểm đó. Cả hai ngôi sao này đã từng là trụ cột cực kỳ quan trọng trong đội hình của Quỷ Đỏ, nhưng dưới thời cựu tuyển trưởng Ajax, họ đã không còn giữ được vị trí của mình, đồng thời suy giảm phong độ nghiêm trọng. Nhưng nếu chưa thay thế được nhân tố phù hợp, hai nhân tố này vẫn đảm bảo được sự hữu dụng của mình. Và trớ trêu thay, chính Mad Dog cùng Maguire là hai cầu thủ đã thi đấu xuất sắc trước Brentford và giúp nhà cầm quân 53 tuổi giữ lại được chương lưới của mình ít nhất là trong 2 tuần tới để ông có thời gian nhìn lại và thay đổi. Stotti từ sau 2 trận đấu với Brighton và Bayern Munich đã đánh mất niềm tin ở Erik ten Hag và anh được cho là thiếu đi tinh thần chiến đấu mà mong đợi. Có thể vì thế, chiến lược gia người Hà Lan đã không sử dụng số 39 thời gian qua. Nhưng liệu cốt lõi của câu chuyện có phải như vậy hay chỉ là thời điểm suy giảm phong độ của McTominay mà thôi? Còn với trường hợp của Harry Maguire, sự chuyên nghiệp của anh là điều không phải bàn cãi, nhưng chuyên môn trên sân lại là vấn đề khác, khi ra lầm cứ lặp đi lặp lại ở mùa trước, dù thời gian thi đấu của anh là không nhiều. Nhưng đến mùa giải này, cựu sao Leicester City đã thể hiện tốt ở trận đấu tại vòng 3 Carabao Cup và vừa qua đã bầy âm ở vòng 8 mùa hạ Anh. Và nếu không chú ý đến những chuyện chưa mây, thì hai màn trình diễn vừa qua hoàn toàn xứng đáng để anh được trao cơ hội nhiều hơn trong thời gian tới. Party, huấn luyện viên Erik ten Hag sợ thất bại nên không dám mạo hiểm, hay sợ các nhân tố dự bị không đáp ứng được yêu cầu. Nhưng chưa thử thì làm sao có thể khẳng định. Và khi không còn gì để bám víu, những cầu thủ không đá chính thường xuyên hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả nếu được tung vào sân ở thời điểm thích hợp. Hai tuần tạm nghỉ sắp tới là cực kỳ quan trọng với nhà cầm quân 53 tuổi. Ông nên giảm bớt tính bảo thủ của mình, xoay tua nhiều hơn nhằm đảm bảo thể lực cũng như phong độ cho các cầu thủ. Từ đó, giảm bớt chấn thương cũng như giúp các học trò cạnh tranh với nhau nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Harry Maguire cùng Scott McTominay là hai tấm gương tiêu biểu mà thầy 10 có thể nhìn nhận lại để thay đổi. Và ông hãy mạnh dạn đưa ra sự điều chỉnh. Nếu không thành công thì đó là lý do hợp lý để duy trì lời chẳng cũ. Còn không, Quỷ Đỏ sẽ có thêm những cạnh tranh để tăng cường chất lượng đội hình. Hy vọng rằng Man United sẽ có những cải thiện tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời các trụ cột cũng dần trở lại sau chấn thương để huấn luyện viên Erik ten Hag có thêm lựa chọn, giúp ông tự tin hơn thoát khỏi vùng suy nghĩ an toàn và bảo thủ của mình. Từ đó, nâng cao màn trình diễn của câu lạc bộ hướng đến giai đoạn tiếp theo của mùa giải với các mục tiêu ở cả 4 đấu trường.